Cao Thái Sơn bất ngờ tổ chức đám cưới bí mật tại Úc. Nam ca sĩ Cao Thái Sơn làm nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước thông tin làm hôn lễ ở xứ sở chuột túi. Mới đây, Cao Thái Sơn có thông báo trên trang cá nhân về hôn lễ của mình. Anh đã chia sẻ một số hình ảnh về khung cảnh đám cưới trên bãi biển và khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè. Thậm chí nam ca sĩ này còn kèm theo dòng chú thích hài hước, trai đẹp xuất chuồng. Một người bạn thân của Cao Thái Sơn cho biết, việc Thái Sơn chuẩn bị cưới vợ là có thật, không phải là trò đùa ngày cá tháng tư. Người bạn này còn cho biết, mình đã bay từ Việt Nam qua đó để dự lễ cưới được tổ chức ngoài bãi biển. Được biết, gia đình Cao Thái Sơn cũng đã bay qua Úc từ mấy ngày trước để chuẩn bị cho ngày trọng đại của anh. Bạn Cao Thái Sơn cho biết, vì ngại báo chí nên anh tổ chức đám cưới âm thầm tại Úc. Nửa tháng nữa, anh sẽ về nước và làm tiệc cưới ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, Cao Thái Sơn từng vướng nghi vấn yêu đồng giới, nên việc anh cưới vợ khiến nhiều người nghi ngờ. Thế nhưng bạn của Cao Thái Sơn khẳng định anh đã tìm thấy người phụ nữ của cuộc đời để cưới làm vợ. Khung cảnh đám cưới trên bãi biển được Cao Thái Sơn chia sẻ. Bạn bè của Cao Thái Sơn đã có mặt tại Úc để dự đám cưới của anh. Theo thông tin có được, vợ sắp cưới của Cao Thái Sơn còn khá trẻ. Cô không hoạt động trong lĩnh vực giải trí mà đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, sinh sống ở Úc và Việt Nam. Chính vì lý do này nên ca sĩ Con Đường Mưa mới quyết định tổ chức lễ cưới tại Úc trước sự chứng kiến của hai họ. Đây là cuộc sống thật của Lương Bích Hữu sau khi sinh con với mối tình ngang trái. Chuyện tình của cô gái Trung Hoa và chàng nhạc sĩ Đào Hoa cũng từng tốn không ít giấy mật của báo giới. Cách đây vài năm, Bích Hữu từng bị nghi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình Khánh Đơn cùng người vợ cũ. Thời điểm đó, cả Lương Bích Hữu và Khánh Đơn đều chọn cách im lặng. Được biết, để đến được với nhau, Khánh Đơn và Lương Bích Hữu đã phải vượt qua nhiều điều tiếng của người đời. Mối quan hệ bí mật giữa họ bị phanh phui vào đầu năm 2012. Khi đó Khánh Đơn vừa kết hôn chưa đầy một năm, vợ anh cũng vừa sinh con đầu lòng. Mãi đến giữa năm 2014, cả hai mới chính thức công khai thừa nhận chuyện tình cảm và Khánh Đơn khẳng định duyên nợ với anh và vợ cũ đã hết chứ không liên quan đến Bích Hữu. Cuối năm 2014, không ít tin đồn cho rằng Bích Hữu đang mang thai đứa con đầu lòng của Khánh Đơn khi cô xuất hiện với vòng hai to bất thường tại một sự kiện. Tuy nhiên, cả hai đều lên tiếng phủ nhận và cho biết lịch làm việc của Bích Hữu đã kín tới đầu năm 2015 nên không còn thời gian cho chuyện riêng tư. Tuy nhiên, ngay sau khi sinh con gái đầu lòng tại Canada, Lương Bích Hữu đã bất ngờ nói lời chia tay Khánh Đơn. Theo chàng nhạc sĩ, Bích Hữu bỏ anh vì chính bản thân anh đã gây nên nhiều lỗi lầm trong lúc cô xa nhà sinh con. Khi cô gái Trung Hoa đang ở Canada chăm sóc em bé, Khánh Đơn lại ở nhà tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, rượu bia nhiều ngày liền và bị cô cho là vô tâm với hai mẹ con. Trong suốt thời gian qua, Khánh Đơn cũng đã tìm mọi cách để làm lành với Lương Bích Hữu với mong muốn được gặp con mình nhưng vẫn không khả thi. Được biết, cô gái Trung Hoa đang cùng con sống ở Canada. Mỗi lần về nước, cô đều tránh mặt tình cũ. Kể từ khi chia tay, Lương Bích Hữu gần như cắt đứt liên lạc với Khánh Đơn và anh chỉ nắm được thông tin của người yêu cũ thông qua báo chí hoặc các poster của Lương Bích Hữu treo tại các phòng trà, tụ điểm ca nhạc. Cũng vì tôi để Hữu đi Canada nên mọi thứ dẫn đến chuyện hôm nay. Đây có lẽ là sai lầm nhất trong cuộc đời tôi, sẽ hối hận về lâu, về dài. Tôi biết khi người phụ nữ mang thai và sinh con, họ rất cần một người đàn ông bên cạnh. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, hai mẹ con sẽ về Việt Nam sớm. Khánh Đơn ngậm ngùi chia sẻ về mối tình đã qua. Nói về quan điểm làm mẹ đơn thân, cô gái Trung Hoa từng chia sẻ thẳng thắn. Hữu chỉ nghĩ mọi người chọn làm mẹ đơn thân cũng được, thà để con không có ba, còn hơn là một người ba tồi khiến gia đình không được trọn vẹn và nồng nàn ấm áp. Cũng kể từ sau khi sinh con, Lương Bích Hữu dường như giữ bí mật chuyện đời tư và không tiết lộ gì thêm về con gái của mình. Nữ ca sĩ chọn lối sống lặng lẽ, tránh thị phi sau khoảng thời gian chịu nhiều sóng gió chuyện tình cảm. Harry Won ngủ gục, tình yêu không thể xóa tan cái mệt. Harry Won đi xem phim cùng Trấn Thành mệt mỏi ngủ gục trên bàn chờ của rạp. Trấn Thành và Harry Won đã dành một khoảng thời gian nhỏ để đi xem phim thư giãn cùng nhau. Nhưng có vẻ như Harry không được vui cười như mọi lần đi chơi cùng chồng. Cô thấm mệt và ngủ gục trên bàn chờ của rạp chiếu phim. Trước giờ đi đến nơi nào, cặp vợ chồng trẻ cũng thể hiện sự tình cảm quấn quýt bên nhau.
chụp ảnh check-in khoe sự hài hước cả trong cách yêu thương. Hơn thế, Trấn Thành và Harry Won còn phô diễn tình cảm thân mật như ôm hôn nơi chốn đông người, mặc cho người đời nói cuộc hôn nhân của họ có vấn đề. Chính vì vậy, khi đó người ta thấy họ hạnh phúc lắm, tình yêu của họ say đắm và những tin đồn về cuộc hôn nhân đó đang dần xóa tan. Nhưng sau cùng, dường như mọi thứ lại trở về lúc ban đầu, khi hình ảnh Harry Won đi chơi cùng chồng vẫn mệt mỏi, tình yêu không thể xóa tan được mỏi mệt, hay tình cảm đó không được mặn nồng như cả hai từng thể hiện trước đó. Nhắc lại chuyện trước đây, Trấn Thành và Harry Won vướng phải tin đồn cưới vì mục đích mỗi bên, bởi sau khi kết hôn, họ đều có những hành động lạ thường. Cụ thể, kết thúc hôn lễ, Trấn Thành Harry ăn đêm và đi chơi với bạn bè cho đến 7 giờ sáng, mà lại không dành cho nhau khoảng thời gian riêng tư như những cặp đôi mới cưới khác. Trấn Thành Harry lại còn tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ thông tin sẽ không tận hưởng tuần trăng mật. Thay vào đó, hai vợ chồng tiếp tục cày cuốc chạy xô để hoàn thành lịch trình công việc cuối năm. Hơn thế, vừa mới kết hôn, tại một sự kiện âm nhạc, người chồng hào nhoáng đi xe xịn đến tổng duyệt mà lại để Harry Won vợ của mình đi xe máy dưới trời nắng gắt. Và sau đó, cặp đôi Trấn Thành Harry liên tiếp thể hiện câu chuyện tình yêu như mơ của họ trước công chúng. Trường Giang có xứng với ngôi vị danh hài không khi cái anh tặng khán giả không phải là tiếng cười? Không bị ném chai nước lên sân khấu, chẳng bị la ó mắng chửi, nhưng Trường Giang vẫn mang bộ mặt nặng trịch như đưa đám. Chỏng lỏng buông lời trước hàng triệu khán giả truyền hình như thế, họ đã làm gì có lỗi với anh? Chương trình Mặt nạ ngôi sao phát sóng tối 29 tháng 3 đã gây cho khán giả một cú sốc lớn. Trường Giang, một ngôi sao truyền hình thực tế, nam danh hài ăn khách hàng đầu phía Nam, đã có một thái độ ngoài sức tưởng tượng với công chúng. Trong suốt chương trình, Trường Giang mang một bộ mặt lạnh lùng khó chịu, anh ngồi khoanh tay tách biệt mà không có bất kỳ tương tác nào với các đồng nghiệp cùng hàng ghế, gồm diễn viên hài Thu Trang, ca sĩ Tóc Tiên và ca sĩ Ngô Kiến Huy. Không khó để mọi người nhận ra sự bất thường trong thái độ của Trường Giang. Ngô Kiến Huy hay MC Hoàng Rapper đã rất thiện chí cố gắng xua tan không khí nặng nề và gượng gạo do Trường Giang tạo ra bằng cách liên tục chọc vui anh. Nhưng đáp lại, người được xem là ngôi sao truyền hình thực tế chỉ bất đắc dĩ mở miệng với những lời gọn lõn, chỏng chơ, không chủ vị, kiểu như biết chết liền. Đỉnh điểm sự việc là lúc Ngô Kiến Huy cố ý nhường phần bình luận cho Trường Giang và được Tóc Tiên lẫn Thu Trang hùa theo ủng hộ, Trường Giang vẫn không mảy may thay đổi thái độ. MC Hoàng Rapper cố gắng cải thiện tình hình, vuốt ve Trường Giang bằng những lời có cánh để mong anh phát ngôn. Đáp lại Trường Giang gọn lõn, trả lời nãy rồi và đàn ông chỉ nói một lần thôi. Rất may, Hoàng Rapper khá bản lĩnh rút lui nhanh gọn trước tình huống bị Trường Giang làm cho tẻn tò trên sân khấu. Trước sự thiếu tôn trọng thấy rõ mà Trường Giang dành cho các đồng nghiệp, khán giả theo dõi chương trình không khỏi nóng mặt và cảm thấy bị xúc phạm. Dĩ nhiên, phải có lý do nào đó khiến cho bộ mặt của một danh hài bỗng nhiên trở nên nặng như chì. Có thể anh có vấn đề về sức khỏe, có thể anh vừa có chuyện không vui trong gia đình, có thể anh vừa cãi nhau với bạn gái, có thể anh có khúc mắc với đồng nghiệp, có thể anh có mâu thuẫn với nhà sản xuất, có thể anh vừa bị gây chuyện sau cánh gà trường quay, có vô vàn nguyên nhân dẫn đến thái độ của Trường Giang trong chương trình Mặt nạ ngôi sao tối 29 tháng 3 vừa qua. Nhưng dù là bất kể nguyên nhân gì, thì cách mà Trường Giang mang gương mặt mà một người Bắc gọi là gương mặt đưa đám ấy lên một chương trình truyền hình giải trí cũng là một hành vi nghiệp dư. Sự nghiệp dư ấy lẽ ra không nên có ở một người đã hoạt động nghệ thuật lâu năm, đã được gọi bằng danh xưng cao quý là nghệ sĩ, chứ chưa nói đến việc nó không được phép xảy ra ở một người đã được công chúng ưu ái gọi là ngôi sao. Trường Giang là ngôi sao, anh phủ sóng khắp các chương trình truyền hình thực tế với tần suất tương đương Trấn Thành và Hoài Linh. Anh có thể hái ra tiền từ việc bán hình ảnh của mình cho nhà đài. Nhưng người cuối cùng trả tiền cho anh, có lẽ anh thừa biết đó chính là công chúng. Một nghệ sĩ tôn trọng công chúng không phải là việc chịu khó post hình lên trang cá nhân, chịu khó tương tác với fan hâm mộ, chịu khó hợp fan club, sẵn sàng ký tặng hay chụp hình chung với công chúng. Đó chỉ là những hình thức xã giao lịch sự. Một nghệ sĩ tôn trọng công chúng phải là hết mình sáng tạo và cống hiến những sản phẩm có chất lượng trong khả năng tối đa của mình. Mức độ hết mình có thể ít, nhiều, tăng, giảm, nhưng đã tự xếp mình vào hạng ngôi sao thì không thể hời hợt qua loa được. Thái độ của Trường Giang trong chương trình Mặt nạ ngôi sao khiến công chúng giận dữ hơn cả việc anh bỏ diễn trong một show bị người ta ném chai nước lên sân khấu. Bởi thà anh bỏ diễn, thà anh bỏ trống cái ghế của mình trước giờ quay, còn hơn mang gương mặt đưa đám ấy vào ống kính.
Nó chẳng khác nào cách mà các cầu thủ đội Long An đứng lì trên sân cỏ để mặc cho đội thành phố Hồ Chí Minh ghi bàn vào khung thành trống rỗng để phản đối quyết định của trọng tài tại vòng 6 V-League. Vào giờ phút họ chọn lối hành xử thiếu tinh thần thượng võ ấy, họ không chỉ tự hạ thấp phẩm giá của bản thân mà còn vô tình thể hiện rằng khán giả chảy là cái thái gì đối với chúng tôi. Khán giả có ý nghĩa gì với Trường Giang không? Nếu có thì tại sao anh lại nở mang gương mặt như thế? Trước hàng triệu khán giả ngồi trước màn hình TV kia đã làm điều gì phạm thượng với anh? Hay anh tự cho mình cái vị thế của một người đặc biệt? Nếu anh vui thì anh bố thí tiếng cười cho công chúng. Nếu anh buồn thì anh khinh khỉnh khoanh tay. Làng giải trí Việt quả là ít người tài năng và công chúng Việt quả là dễ dãi. Nhưng nếu Trường Giang nằm trong số ít đó thì anh cũng đừng vội khểnh chân thách thức. Đừng vội hãnh diện vì khán giả quê nhà phải leo cột để xem bằng được anh diễn mà nghĩ rằng đám đông rộng lớn ngoài kia cũng vậy. Và cái lúc mà anh mang gương mặt khó chịu và làm cho cả đồng nghiệp lẫn khán giả tản tò ấy, anh có nghĩ mình xứng danh là một danh hài hay không?